Dạ alo. Ở gì ạ? Ở con về liền. Dạ. Thật ra thì tôi thích Winner lâu rồi. Nhưng mà tại vì tôi không có dám nói. Đàn ông nên có thần thái lạnh lùng một tí, xóa ca một tí. Thì tôi thích mỗi người con gái xinh, hiền, tốt bụng. Thì anh Mo nói là vô trễ chút xíu. Ông Mo ổng nói vậy thôi, chứ chắc ổng không tới đâu. Tại ổng có một cái chiến thuật mới mà hiệu quả lắm, cho nên là chắc là ổng chở Khánh Linh về rồi. Cuối cùng thì Mo coi nhóm mình là cái gì? Đã là một nhóm thì phải tôn trọng nhau chứ. Thích thì tập, không thì thôi. Mày ngon quá ha. Ai cho phép mày đưa Khánh Linh về? Đó không còn là chuyện của tao nữa. Tao chỉ muốn bắt đầu lại cuộc sống mới của tao thôi. Hãy khóc như đừng gục ngã, hãy khóc như đừng đã lớn. Hỡi những đứa trẻ hiên ngang, hãy khóc như đừng gục ngã, hãy khóc như đừng gục ngã, hãy khóc như đừng sẽ đứng lên lại. Những người tuổi trẻ tay cao, hôm nay bạn sẽ muốn nói gì?